vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. Chị Thanh ơi, hôm nay gặp chị Thanh em vui quá à. Tại vì em có chuyện này tính nhờ vả chị Thanh nè, không biết chị Thanh giúp được em không? Mới gặp Minh Châu mà đã làm khó chị rồi. Chị sẽ săn săn giúp thôi, nhưng mà chị nói trước à, nếu Minh Châu yêu cầu món ăn thì chị giúp được, nhưng mà nếu những yêu cầu khác là chị phải xem lại đó nha. Thì dĩ nhiên là em cũng chỉ dám yêu cầu chị Thanh về món ăn thôi. Em biết chị Thanh giúp được em thì em mới nhờ chứ. Em nghĩ là trong cái thời tiết giao mùa như thế này thì cái món ăn đó sẽ rất là phù hợp. Thôi bây giờ vậy, Minh Châu yêu cầu gì cụ thể Minh Châu nói ra đi, chứ đừng để cho chị hồi hộp nữa. Chẳng qua là mấy ngày hôm nay nè, chị Thanh biết rồi đó, em với lại một cái nhân vật này giống như là bạn thân với nhau vậy đó, đó là ốc. Với chị lâu ngày không gặp là em cảm thấy thiếu thiếu, cảm thấy nhớ nhớ lắm. Em rất là thích ăn ốc, nhưng mà em chỉ có thể làm ốc luộc thôi. Nếu mà buồn quá thì phải ra ngoài tiệm để ăn ốc, mà em cũng không thích như vậy lắm. Em cũng muốn ở nhà tự làm, rồi nhiều khi là làm những cái món ốc mà mặn mặn á, mình ăn cơm với những người trong gia đình nữa. Từng yêu cầu gì khó khăn lắm chứ, yêu cầu này thì chị có thể giúp được Minh Châu đó. Thật ra ốc là một món ăn dân dã rất ngon và bổ dưỡng, và có thể thực hiện được nhiều món nữa. Vậy hôm nay mình sẽ có món ốc lát xào cay. Để thực hiện món ốc lát xào cay, các bạn cần chuẩn bị 200g ốc lát đã làm sẵn, một củ hành tây, một trái cà chua, một ít lá tía tô, hành lá, sả bằm, tỏi bằm, sa tế, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Chị Thanh ơi, sao em nhìn cái con ốc này quen quen, có phải ốc lát là ốc bươu không chị? Không phải. Ốc lát là một loại ốc nhỏ hơn ốc bươu. Nó có hình dáng như ốc bươu nhưng mà nhỏ hơn. Và các bạn lưu ý, vỏ ốc lát á, mỏng hơn. Phía phần trôn của ốc lát á, nó có cái tà cho nó không nhọn như là ốc bươu. Và cái chính là cái thịt ốc lát nó sẽ mềm hơn. Hay quá. Vậy thì mình có thể nào dễ dàng tìm mua cái ốc lát làm sẵn không chị? Thật ra thì ốc lát làm sẵn cũng có. Và nếu không mua được ốc lát làm sẵn thì các bạn có thể mua ốc lát còn nguyên con về. Và chúng ta sẽ ngâm với nước gạo 3 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta đem ra chà rửa thật sạch với muối để loại bỏ phần bẩn và phần nhớt. Chắc chắn là quý vị khán giả đã kịp ghi nhớ điều này đúng không ạ? Chúng ta sẽ chà rửa ốc thật sạch với muối để cho ốc được loại bỏ toàn bộ chất bẩn và cả nhớt nữa. Chúng ta sẽ ướp vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, một muỗng đường và một muỗng cà phê tỏi bằm. Phần sa tế thì chúng ta sẽ ướp vào đây một muỗng canh. Bây giờ chúng ta sẽ để cho phần ốc này được thấm và chuẩn bị những phần nguyên liệu tiếp theo. Hành tây là các bạn thái muối. Minh Châu gỡ ra giùm chị nha. À, mình phải tách ra từng cái miếng một hả chị? Tại sao mình tách ra như vậy thì khi mình xào có phải nó sẽ thấm hơn không chị? Đúng vậy, để cho nó thực thấm đều và tơi đều. Phần cà chua các bạn cũng thái muối. Phần lá tía tô các bạn ngắt lá và các bạn thái nhỏ. Đừng có thái nhuyễn quá phải không chị? Đúng vậy. Phần hành thì em cũng thấy nhuyễn. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc xào nữa là xong. Các bạn cho vào chảo khoảng một muỗng canh dầu. Dầu nóng rồi Minh Châu, mình sẽ cho một muỗng tỏi bằm vào. Và chúng ta cho tiếp sả bằm vào. Sả bằm vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xào cho phần sả và tỏi này cho thật thơm lên. Dạ. Wow, cái mùi sả và mùi tỏi khi kết hợp với nhau lúc nào cũng rất là kích thích cái vị giác đó chị. Ngửi thôi là em đã cảm thấy rất là muốn được thưởng thức món ăn rồi. Rồi, bây giờ phần tỏi và sả này thật thơm rồi. Thì em lưu ý một điều, chúng ta phải xào ốc này với lửa lớn. Các bạn nhớ xào lửa lớn và nhanh tay. Tại sao vậy chị? Em thấy mình cứ xào lửa nhỏ nhỏ đi để cho nó chín. Không được. Các bạn phải xào lửa lớn và nhanh tay để cho phần ốc này giữ được độ giòn, không bị dai. Quý vị khán giả nhớ xào ốc thật là nhanh tay trên lửa lớn để giữ được độ giòn của ốc, và đồng thời ốc sẽ không bị dai. Bây giờ tiếp tục các bạn cho phần hành tây và cà chua vào. Sau khi cho hành và cà chua vào rồi, các bạn nêm vào đây nửa muỗng bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ thì các bạn cho tiếp một phần quan trọng, đó là 3 muỗng canh sốt mayonnaise Aji mayo. Rồi, và các bạn cho tiếp phần lá tía tô và hành lá sắc nhuyễn vào. Như vậy là phần ốc xào cay của chúng ta đã hoàn thành rồi. Yeah, rất là nhanh. Bây giờ thì chị sẽ đưa phần ốc xào ra dĩa. Wow, thêm nhiều ốc lên trên nha chị. Chị sẽ trang trí lên đây một cái lá tía tô. Như vậy là dĩa thức ăn đã xong rồi. Và còn một khâu nữa, đó là nhờ Minh Châu sử dụng. Đây là phần của Minh Châu đây.
quan trọng không kém đâu ha. Dạ. Rồi chị xin mời. Em cảm ơn chị Thanh. Đầu tiên là em cảm nhận được cái vị cay của ớt nè. Đúng rồi. Sau đó là cái vị của tỏi nè, của xả nè. Rồi có cái mùi thơm, cái mùi gì thơm lắm, mùi lá tía tô nè. Sau đó có một cái vị chua béo hài hòa của mayonnaise aji mayo. Chính xác. Quý vị thân mến, quả là với sự kết hợp của nhiều loại gia vị khác nhau thì chắc chắn là món ốc lát xào cay này quý vị sẽ cảm thấy rất thú vị khi mà chúng ta dần dần nhận ra những mùi vị có trong món ăn này. Và đặc biệt với thời tiết giao mùa như thế này thì một dĩa ốc lát xào cay cùng với những người thân yêu đảm bảo sẽ làm cho không khí gia đình của quý vị trở nên vui tươi và ấm áp hơn. Quý vị cũng đừng quên nhé, hãy sơ chế ốc giống như là chị Thanh đã hướng dẫn nè, và xào nhanh trên lửa lớn. Do đó khi mà thưởng thức thì Minh Châu không hề cảm thấy ốc có một mùi vị tanh nào hết, chỉ rất thơm ngon thôi. Bên cạnh đó còn rất giòn, ngọt và không hề bị dai nữa. Em cảm ơn chị Thanh rất nhiều ạ. Cảm ơn Minh Châu. Chúc quý vị thành công với món ăn này. Món ngon, giao mùa. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn và hoàn thiện hơn. Hãy liên lạc về với chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.